nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Kinh Duyên Sinh. Bởi không tường diệu đế, hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội, nguyên nhân tạo nên hành, vì hành vi thiện ác, gieo chủng thức tái sanh, như vậy chính do hành, kiết sanh thức tập thể, thức chủng tử đầu đời, tạo hiện hữu thân tâm. Bởi do ý nghĩa này, gọi thức duyên danh sắc, vật chất và tâm thức, biểu hiện sáu giác quan. Như vậy do danh sắc lục nhập được hiện thành, sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần. Như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh, sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc xả phát sanh. Như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành, khổ lạc ưu hỷ xả nhân sanh mọi chấp trước. Như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục, tham muốn nên dính mắc, dục lạc cột mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh, có tạo tác có quả, có chủng tử luân hồi. Như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành, có thân hẳn phải già, có sanh ắt có diệt. Chính do ý nghĩa này, mọi sanh duyên lão tử, cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uẩn này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục nhập diệt, lục nhập diệt xúc diệt, xúc diệt cảm thọ diệt, cảm thọ diệt ái diệt, ái diệt chấp thủ diệt, chấp thủ diệt hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt lão tử diệt. Sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uẩn này không hình thành tập khởi. Kệ khuyến tu. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hợp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời, lệ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, nắm cô phần đa thị thiếu niên nhân, tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đó mai chưa chắc được, phần nỗi bệnh nỗi già thuốc phược, sống trên đời sống được bao lâu, mới mày sanh kế đã bạc đầu, rồi lại đến hoang khâu một nắm, ôi tam thốn khí tại thiên năng dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu, muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt, nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, sanh già không hề tử giả không, đời vật chất hết mong tồn tại, rồi tử sanh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luân, gẫm ngán thay định luật vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát. Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt, cần nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng tự giác giác tha, hành bát chánh hướng về đạo quả, kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say huyễn hóa hồng trần, ly não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt, cầu chư Phật từ bi tiếp độ, cầu chư Phật từ bi tiếp độ. Kinh Giải Thoát Di Giáo. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp, gọi là người thành kính, sùng bái và ngưỡng mộ, cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp, không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy, nhẫn nại pháp thiêu hỷ, tối thượng không gì bằng,
Niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản, hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người trí, đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo, có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người tu hành nhẫn nại là người có bạn lành, được phúc lộc uy danh, thường tựu thành an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại, mãn kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn. Người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Từ bi nguyện. Nguyện cầu tám hướng mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hại nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lễ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly, nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quá vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho, thảy điều hưởng phước cam lồ, đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu, lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình. Con xin con cùng pháp giới chúng sanh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền. Tính tâm giữ nguyện một niềm, tính tâm giữ vẹn một niềm, vun bồi phước huệ gieo duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Rồi bây giờ 9:15 rồi, mời một vị, mời cô Phật tử Kim Nhung đi thọ tam quy ngũ giới được không ạ? Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ sư Thanh Tâm, kính chào ông Nam Bà Năm và các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt lớp học thọ tam quy và ngũ giới. Ukasa mayang phành tê quy sùng rắc khá na thà giá tí sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya mẹ. Bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dàm bi ma dàng phành tê quy sùng rắc khá na thà giá tí sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dàm bi ma dàng phành tê
quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch đại đức, chúng con sọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin dâng mic đến đại đức để ngài truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ, con xin dâng mic đến ngài ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, Duti Chambi Buddhang Saranang Gacchami, Duti Chambi Dhammang Saranang Gacchami, Duti Chambi Sanggang Saranang Gacchami, Tati Chambi Buddhang Saranang Gacchami, Tati Chambi Dhammang Saranang Gacchami, Tati Chambi Sanggang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gá Hoa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gá Hoa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gá Hoa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thằng sa ra năng gạch cha mi, thầm măng sa ra năng gạch cha mi, sang khăng sa ra năng gạch cha mi, đu ti giam bi Bụt thằng sa ra năng gạch cha mi, đu ti giam bi thầm măng sa ra năng gạch cha mi, đu ti giam bi sang khăng sa ra năng gạch cha mi, ta ti giam bi bụt thằng sa ra năng gạch cha mi, ta ti giam bi thầm măng sa ra năng gạch cha mi, ta ti giam bi sang khăng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y tăng lần thứ ba. Ti saranagahanang paripunang pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Panati bata veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya machappamarathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumik cha cha ra veramani sikkhapadang samadhiyami. Con vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya machappamarathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ima ni pancha sikha pada ni sadukan katwa appamadena nichaka lang samarakhi tappang. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na poga sambada, sile na nibbutin janti, tasma silang viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thú lành thay, dạ con đã thực hiện phần lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy ngũ giới xong ạ. Rồi con xin sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo luôn ạ. Uttamang ghe na wan de hang ba da bang song varuttamang butte yo khali to do so butto khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wang de hang tham manh cha du vít hang qua răng tham mê yo khali to do so tham mô khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành,
Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang Sankhe yo khalito do so sankho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin kính dâng mic đến Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Do nhà đức của Phật Bảo, do nhà đức của Pháp Bảo, do nhà đức của Tăng Bảo, do nhà đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, do nhà đức của Tam Môn, 4.000 Pháp Môn, do nhà đức của Tam Tạng, do nhà đức của Chư Thinh Văn Đệ Tử Phật, tất cả các tật bệnh của người, tất cả sự lo sợ của người, tất cả sự tai hại của người, tất cả sự khó chịu của người, tất cả điều mộng mị xấu xa của người, tất cả sự chẳng lành của người, cầu xin cho được tiêu diệt, sự sống lâu, sự tấn tài, sự thịnh lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui, cầu xin hằng đến cho người, tất cả sự khổ não, tật bệnh, lo sợ, hoặc điều oan kết, hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch, hoặc sự khó chịu, hoặc nhiều sự tai hại, cầu xin cho được tiêu diệt, do nhờ các đức, nhất là đức của chư Phật, sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi, hoặc sự thịnh lợi, phong lưu, sự an vui hoặc sức mạnh, sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp, sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui, tất cả sự ấy cầu xin hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thịnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, con cũng đã sám hối ba ngôi tam bảo xong ạ. Con xin dâng mic lại cho đạo tràng, cho MC Nguyên Như và Nguyên Trang ạ. Con xin xuống mic ạ. Hello 1234. Dạ thưa có ai nghe được không ạ? Dạ nghe nghe rồi. Dạ Nguyên Như xin sám hối. Hello 1234. Dạ thưa đạo tràng có nghe ra con được không chưa ạ? Dạ sa thú sa thú. Hôm nay không biết cái nét làm sao mà Nguyên Như phải lên bờ xuống ruộng. Dạ Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính chào thầy Kinh, con xin kính chào ông Năm bà Năm và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Thầy Kinh vừa mới vào lớp, thành ra con thấy bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga qua tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga qua tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nak mu
ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa brahma cha lo ka ti pa ti sa ham pa ti ca tân cha li an thi hoa rằng a gia cha tha san ti tha san tâm ba ra chăng kha cha ti ca đề xê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng san thầm ma phê rinh quỷ nhà danh cha ca dân Sua tân cha bần thân a phi thầm mà chấm măng a cô ta dân tu cha tu sanh cha đăng đăng ba bố tha nầy dê bà ri sa ya man chê ê quang sa hâm bà ti brahma pha ga văn tăng a ya cha tha tuân hi phà huê na tăng bùa thô ca ruôn nhê na thi hoa sa ya tân ha vua tha ya ba đê na ni ga đa yang ta tô ga tô bần cha hoa ya đa vô nay dê a măng ba dê si thăm ma tô ta tu pa phu ti sam bu tho anu na tham ma de sa năng ma kha wa sa ni de se si san ta năng an tha sin tha căng Tê na sa thu a vô phân tê đề xê tu thầm mà đề sa năng sam ba di tha pa ri sa gia anu cầm bầm bi ca ta quê Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chơn sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở màn giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nắc mô bút thà giá nắc mô thăm mà giá nắc mô săng khà giá và nguyên như con xin thay kính thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để thuyết pháp cho chúng con bài học vi dự pháp của ngày hôm nay thưa thầy Và nguyên như con xin dâng mic lại cho thầy kinh Milanda. Nam mô Bụt Thầy đó, Nam mô Tham Mà đó, Nam mô Sa Ngài. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng đồng rung. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ mà. Alo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Dạ, kính lễ quý vị. Hôm qua mình học được phần nữa, được giới thiệu về nhân.
như thế nào, và nhân này kia nọ, định nghĩa vân vân. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vô coi động nhân là có cái gì ha. Nhân bánh bao này, nhân thịt này, nhân chay. Rồi mình sẽ đào sâu vô nội vấn đề này. Rồi kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta cũng có hai phần, phần đọc bài trước Bali, quý vị tranh thủ nhau lẹ tay lên như mình đọc cho nó sớm tụ ha, chứ đừng để mất thời gian uổng, thời gian rất là quý báu. Rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arhang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Atthivadami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamatulang Sasatthammanuttamang Atiwa Dipasisang Atithammat Pasang Kahan Ya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sangha. Rồi kính thưa quý vị, thầy xin mời cô ký giả, y thư ký bài ba chứ và post bài lên cho quý vị cùng quan hỷ lên đọc nha. Rồi Namo Buddhaya, xin xướng mic. Dạ vậy con xin đọc trước. À, số 2 La Mã. Hê tu sang gaho tất yếu nhân. Hê tu sang gahê hê ta vô na ma lo pho do so mô hô a pho pho a do so a mô hô cha tít cháp bi tha phá văn tí. Trong phần tất yếu vị nhân có 6 nhân là tham sân si, vô tham vô sân và vô si. Tát thập bằng cha đoà ra và cha nã duy bằng cha vi nhà na sam ba tít cha na sang tít ra na vô tha ba nã ha sa nã và se nã át tha ra sa hê tu ca chít ta ni na ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ mô hướng tâm, ngũ sống thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiểu sanh tâm. Xê xa ni sắp ba nếp sắp ba nếp bê ê cá sát ta tí chít ta ni sa hê tu ca nê vá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tát tha bi đề mô mu há chiết ta ni e ca hê tu ca ni. Trong những tâm còn lại này thì có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Xê sa ni đa sa sa la chiết ta ni chê va na na vip pa yut ta ni đa va đa sa ka ma va cha ra so pha na ni cha ti đoa vi sa ti duy hê tu ca chiết ta ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại là và 12 tâm loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 23 22. Có hai nhân đoa đa sa na ma sam pa yut ta ka ma va cha ra sap pa na ni che va pang cha tim sa ma hắc ga ta lo cút ta ra chít ta ni cha chít sát ta chát ta ly sa tí hê tu ka chít ta ni. 12 loại tâm thiện dục với dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47 tâm có ba nhân lô phô đô sô cha mô hô cha hê tu ác cú sa la ta ta vô a lô pha đô sa mô hô cha cú sa la và ca ta ta tha tham sân si là ba nhân bất thiện cùng thế ấy. Vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký.
ahe tu cát tha rase ca e he tu ca đuê đoa vi sati đuê he tu ca mata sát ta chát ta lisa he tí he tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân và 22 loại có hai nhân và 47 có loại nhân. Dạ con xin cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài rất là hay và con chân thành tri ân chuẩn bị đó lắp tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời người kế, ai là người kế hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con không biết sư Thanh Tâm có chức mà. Dạ con thỉnh sư Thanh Tâm sư. Dạ con thỉnh sư rồi xong rồi tụi con đọc nha sư. Dạ con sư xuống mít ạ. Dạ chắc sư không có chức máy. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ. Cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và dạ, con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. He tu sang ga ho tác yếu. Tác yếu nhân. He tu sang ga he he ta wo nam. Nam alo pho do so mo ho. Alo pho a do so a mo ho. Cha tiết chấp. Xin lỗi, chạy bài. Cha tiết chấp bí thà, phá hoàn tí. Trong phần tất yếu về nhân, có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Tát tha bành cha đòa rào quách cha nát. Tuy bình, vi bành cha huỳnh nhà. Nát sầm bát tích. Chana santirana vottapanna vottapanna hasana vasena attha rasa hetu kacittani nama. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân và ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiết thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Se sa ni sap pa ni bi e ka sa pa chi chi ta ni a se ni sa he tu ka ne wa. Tất cả 71 tâm, tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Ta tha bi tuệ mu mu ha chi ta ni e ka he tu ka ni. Trong những loại tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Se sa ni da sa akulas. Se sa ni da sa akusala chitta ni che wa nya na vipayutta ni dwa da sa ka wa vacharaso phana ni cha ti dwa vi sati. Tí hề tu cách chi tà ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại là 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí, cộng chung lại là 22 có hai nhân. Đòa đá xa nhà na sầm ba yút ta cà mà quá chá rá sô phá nà ni chê quá bành chá tình sa ma hắc gata lo kut tarachitta nicha tisatta chatta li sati he tukachitta ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí với 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47 có ba nhân. Lo pho do so cha mô hồ cha he tu akusala ta yo
Alo và đồ xà mồ hồ chắc cú xa là chắc cú xa là già các tà tắc thà tham sân si và ba nhân. Và ba nhân bất thiện cùng thế ấy, vô tham, vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hê tu cát thà, rát xê, ca hê tu ca, đuê đà, quỳ sa tí, tí hê tu ca, ma hà sát, tát chát, tà lý sa, tí hê tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại tâm có hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Dạ cảm ơn Trong Nguyễn. Dạ con sám hối, con mệt quá nên con rảnh. Dạ cảm ơn thầy. Dạ con sám hối, con đọc sai tùm lum. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ. Alo alo ạ. Dạ. Dạ, dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào thầy kinh, kính chào ông Năm bà Năm, kính chào các anh chị trong đoàn. Con xin đọc bài ạ. Phần 2. Hề tu sằng ga hồ, toát yếu nhân. Hề tu sằng ga hề, hề ta vồ, nà ma lồ phồ, đồ sồ, mồ hồ. A lô phô, a đồ sô, a mô hô, chà tí chấp, bí thà, pha hoàn tí. Trong phần toát yếu về nhân, có 6 nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Tát tha bành cha đùa rà quách cha na duy bành cha quỳnh nhà na sầm, bát tích cha na sành, cha na sàn. Tỳ ra na vốt tha ba na ha sa na wa se na a tha ra sa he tu cách tu cách chít tà ni na mắc. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Se sa ni sap ba ni bi e ka sat Tatichitta nisa he tuka ne wa. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tat tha bi đuề mồ mù. Hachitta ni e ka he tuka ni. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Se sa ni da sa akusala chit tà ni chè qua nhà na quýp ba yút tà ni đòa đa sa cà mà qua cha ra sổ pha nà ni chà ti đòa quỳ sa ti duy hề tu cách chít tà ni. 10 loại tâm thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22 có hai nhân. Đòa đa sa nhà na sầm ba yút tất cả mà qua cha ra sổ pha nà ni chè qua bành chất tình sa ma hắc ga ta lồ cút ta ra chít tà ni chà ti sát ta chát tà lì sa ti hề tu cách chít tà ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47 có ba nhân. Lô phổ đồ sổ cha mồ hồ cha hề tu a cú sa là ta dồ a lô phà đồ xà mồ hồ cha cú sa là già cắt tà ta thà tham sân si là ba bất thiện. Cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hề tu cắt thà ra xề ca hề cả đuề đùa quỳ sát ti duy hề tu cả ma tà sát ta cha tà li sát ti hề tu cả. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân
hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mic. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Mà, dạ, Nam mô Sàng Thầy. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Hai La Mã, hề tu sàng gá hồ, hề tu sàng gá hề, hề ta hồ. Na na ma lo pho do so mo ho a lo pho a do so a mo ho cha ti chấp bi tha phá hoàn ti. Trong phần toát yếu về nhân có sáu nhân là tham sân si, vô tham, vô sân và vô si. Tất tha bằng cha đoà ra vách cha na đề bằng cha huỳnh nhà na sầm bát tích cha na sằng ti ra na quốc tha ba na ha sa na wa sê na na a tha ra sa hề tu ca chích tà ni na ma. Nơi đây có mười tám loại tâm không có nhân là ngũ song, ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và thiếu sanh tâm. Sê sa nít sắp bà ni bi e ca sát tách tích trí tà ni sa hề tu cà nê quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tách thà bi đòa mù mù ha chích tà ni e cá hề tu cà ní. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sê sa ní đa sa áo cú sa la chích tà ní chề qua nhà na vít tá ba yú tà ní đòa đa sa cà mà quá chát ra sồ pha nà ni cha đít tòa vi sati đề hề tu ca chích tà ni. Mười loại tâm bất thiện còn lại là 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí, cộng chung lại là 22 có hai nhân. Đòa đa sa nhà na sầm ba yút ta cà mà qua cá ra sồ phá ni chề qua bành trá tình sa ma ha gát ta lô cút ta ra chích ta ni trà ti sát ta chát ta li sa ti hề tu cà chích ta ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 20 loại tâm thiện và siêu thế cộng lại chung lại là 40 bảy có ba nhân. Lô phô đô sô cha mô hồ cha hề tú á cú sa là tay dô la phô a lô phà đô sa mô hồ cha cú sa la già cam tà tá thà. Tham sân si là ba nhân bất thiện, cùng thế ấy vô tham, vô sân và vô si là thiện
và vô ký. A hê tu ca thà ra sê ca hê tu ca đề đoà quy sát tí đề hê tu ca ma ta sát ta chát ta lý sát tí hê tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 20 loại, hai loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Dạ, con xin trao mic cho vị kế tiếp ạ. Cảm ơn Trong Nguyễn đã đăng bài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con từ mẫn. Con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông, Huỳnh Kinh, Đông Nam và Năm và quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn bốt bài con. Dạ, bây giờ con xin trả bài. Hề tu ca sằng ga hồ toát yếu nhân, hề tu sằng ga hề hệ ta vô na ma lô phô đồ sô mô hô a lô phô a đồ sô a mô hô chà ti chấp bi thà pha hoàng ti. Trong phần toát yếu về nhân có sáu nhân là tham, sân si, vô tham, vô sân và vô si. Tatha bàn cha đòa ra qua gia na duy bàn cha bình nhà na sầm bát tích cha na sằng tỳ ra na vô tha ba na sa ha na qua sê na a tha ra sa hệ tu ca chi ta ni na ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn thưởng tâm, ngũ song thức, tiết thọ tâm, suy vi đạt tâm, xác định tâm và tiểu sanh tâm. Sê sa ni sáp bà ni bi e ca sa ta ti chi ta ni sa hệ tu ca nê quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Ta thà bi đuề mồ mù ha chi ta ni a kê a ca hệ tu ca ni. Trong những tâm còn lại lần này lần còn lại này có hai liên hợp là si và chỉ có một nhân. Sê na ni đa sa a ku sa la chi ta ni chê qua nhà na vi ba vu ta ni đoà đa sa ca ma qua cha ra so pha na ni cha ti đoà vi sa ti đề hệ tu ca chi ta ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại là 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí, cộng chung lại là 22 có hai nhân. Đoà đa sa nhà na sam ba yut ta ca ma qua cha ra so pha na ni chê qua bàn cha ti sa ma ha ga ta lô cúc ta ra chi ta ni cha ti ta sa ca ta li sa ti hệ tu ca chi ta ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí là 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47 có ba nhân. Lô phô đồ sô cha mồ hồ cha hệ tu a cu sa la ta dô a lô pha đồ sa mồ hồ cha cu sa la và ca ta ta tha tham sân si là ba nhân bất thiện cùng thế ấy. Vô tham, vô sân và vô si là thiện và vô kỷ. Vô kỷ a hệ tu ca thà ra sê ca hệ tu ca đề đoà vi sa ti đề hệ tu ca ma ta sa ta chát ta li sa ti hệ tu ca.
nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, 2 loại có một nhân, 22 loại và 2 nhân là 47 loại có 3 nhân. Dạ sa thú, con kính cảm ơn quý sư và quý đạo tràng. Dạ con xin trao mít lại cho người kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin đọc bài. Hai La Mã, hề tú sằng gá hồ, toát yếu nhân. Hề tú sằng gá hề, hề tá vô nà má lô phô đô sô mô hồ, á lô phô á đô sô á mô hồ, chà tí chấp bí thà phá hoành tí. Trong phần toát yếu về nhân, có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Tất tha bành cha đòa rà quách cha ná đùy bành cha huỳnh nhà ná sầm bá tích cha ná sành tì ra ná quốc. Tha bá ná há sa ná quá xề ná ách thà ra xà hề tú cá chích tà ní nà má. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Sê sa ni sắp bà ni bí ê ca sắp ta tí chích tà ni xá hề tu cà nề quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tha bi tuệ mô hù há chích tà ni ê hề tu cà ni. Trong những tâm còn lại này, có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sê sa ni đa sa á cú sa la chích tà ni chê quá nhà na quýp ba dút tà ni đòa đa sa cà mà quá chá ra sổ phá nà ni chà tí đòa quỷ. Sa tí duy hề tu cá chích tà ní, 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22, có hai nhân. Đòa đá xá nhà ná sầm bá dút tá cà mà quá chá rá sồ phá nà ní chề quá bành chá tình xá má hắc gá tá lồ cút tá rá chích tà ní chà tí sách tá chách tà lì xá tí hề tú cá chích tà ní. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47, có 3 nhân. Lô phô đô sô chá mồ hồ chá hề tú á cú xá là tá dồ á lô phà đô xà mồ hồ chá cú xá lạp và cá tà tá thà. Tham sân si là ba nhân bất thiện, cùng thấy ấy vô tham, vô sân và vô si là thiện và vô ký. Á hề tú cách thà ra xề, cá hề tú cà đùy đòa quỳ xá tí, đùy hề tú cà má tà sách tá chấp tà lý xá tí hề tú cà. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, 2 loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Dạ, Nguyên Như đã đọc xong. Nguyên Như xin kính tri ân cho Nguyễn đã post bài. Dạ, con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Từ Mẫn, con cảm ơn cô Kim Nhung đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Hệ tu sằng gá hồ,
các yếu nhân. Hê tu sang ga hê hê ta vô na ma lô phô đô sô mô hô a lô phô a đô sô a mô hô cha tí chấp bí thà phá hoành tí. Trong phần tất yếu về nhân có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Tất tha bành cha đoà rà quách cha na duy bành cha huỳnh nhà na sầm pa tích cha na sàn tì ra na quách tha pa na ha sa na wa sê na áp thà ra sa hê tu ca chít tà ni nà má. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Sê sa ni sáp bà ni bí ê ca sát ta ti chít tà ni sá hê tu cà nề quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Thà bi đề mù mù ha chít tà ni ê ca hề tu cà ni. Trong những loại tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sê sa ni đa sa a cú sa la chít tà ni chê qua nhà. Na quýt pa yút tà ni đòa đa sa cà mà qua chá ra sô pha nà ni chà tí đòa quỳ. Sa ti duy hề tu ca chít tà ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí, cộng chung lại là 22, có hai nhân. Đoà đa sa nhà na sam pa yut ta ka ma wa cha ra so pha na ni che wa pan cha tiền sa ma hắc ga ta lo ku ta ra chit ta ni cha ti sat ta chat ta li sa ti he tu ka chit ta ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiện và siêu thế, cộng chung lại là 47, có 3 nhân. Lô phô đô sô chá mồ hồ chá hê tu ác cú sá là ta dù á lô phà đô sà mồ hồ chá cú sá là và cá tà tá thà. Tham, sân, si là 3 nhân bất thiện, cùng thế ấy vô tham, vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hề tu cách thà ra sê ca hề tu cà đề đòa quỳ sa ti duy hề tu cà mát tà sắp tá chấp tà ly sa ti hề tu cà. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, 2 loại có 1 nhân, 22 loại có 2 nhân và 47 loại có 3 nhân. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng, con xin phép được xuống mic ạ. Dạ sa thú cho Nguyễn. Dạ Nguyên Như không biết hôm nay Như Quỳnh em có lên đọc được hay không. Tự vì Nguyên Như thấy là Ca Vinh có lên đọc được không vậy? Ca Vinh xin mời Ca Vinh giơ tay. Không biết là Ca Vinh còn ở trên đường hay là Ca Vinh ở nhà. Biết là anh Lý là không đọc được rồi đó, mắc chạy xe rồi. Dạ đạo tràng còn có ai không? Xin mời giơ bàn tay xinh đẹp nha. Nếu không thì mình bắt đầu học nha quý vị. Dạ Nguyên Như xin xin xuống mic để không biết là bé Kỳ Anh có chịu hôm nay lên hay không hay là trốn tiếp đây. Xin mời mọi người giơ bàn tay nha. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con thấy đạo tràng không có còn ai giơ tay. Dạ con xin kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay thưa thầy. Và Nguyên Như xin dâng mic lại cho thầy kinh ạ.
Dạ con là Như Quỳnh, con xin kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Nguyên Thông, dạ con kính lễ sư Tôn Đức Tăng, dạ con kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Hai la mã he tu sang ga ho toa yếu nhân he tu sang ga he he ta wo na ma lo fo do so mo ho a lo fo a do so a mo ho cha ti cha bi tha pha quăng ti. Trong phần toát yếu về nhân có sáu nhân là tham sân si, vô tham vô sân và vô si. Tathapan cha đoà ra quát cha na duy pan cha quỳnh nhà na sam pa tích cha na sang tì ra na quát tha pa na sa ha sa na wa se na a tha ra sa he tu ka chi ta ni na ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và triếu sanh tâm. Se sa ni sap ba ni pi e ka sa ta ti chi ta ni sa he tu ka ne wa. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Ta tha pi duê mô mô ha chi ta ni e ka he tu ka ni. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Se sa ni da sa akusala chi ta ni che wa na na vipayutta ni dwa da sa kama wa cha ra so fa na ni cha ti dwa vi sa ti vi he tu ka chi ta ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại làm 22 có hai nhân. Đoà đa sa na na sam pa yu ta ka ma wa cha ra so fa na ni che wa pan cha tình sa ma hak ga ta lo ku ta ra chi ta ni cha ti sa ta cha ta li sa ti he tu ka chi ta ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47 có ba nhân. Lô phô đô sô cha mô hô cha hê tu a cú sa la ta dô a lô pha đô sa mô hô cha cú sa la gia ca ta ta tha tham sân si là ba nhân bất thiện. Cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hê tu ca tha ra se ca hê tu ca duê đoà quy sa ti duy hê tu ca ma ta sa ta cha ta lý sa ti hê tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. À, dạ con đã đọc xong mà có gì sai con xin thầy sửa lại giùm cho con ạ. À. Dạ con kính mời đạo tràng. Ai, xa thứ xa thứ, à, là một cái thầy đó. À, tới đây chắc hết ai đọc không? À, bắt đầu chúng ta đi vô bài học. À, tiếp tục hôm qua là mình học về ý nghĩa về nhân, nhân có bao nhiêu loại, nhân tính theo giới vức như thế nào. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết hơn, tức là nhân phối hợp tâm và tâm sở. Nhân phối hợp tâm và tâm sở. Nhân phối hợp tâm và tâm sở. Rồi, nhóm dọc. Nhóm A, 2 chấm. Nhóm A, 2 chấm. Nhóm dọc. 1. Nhân tham. Nhân tham, 2 chấm. Rồi, xuống dòng. Tâm. Tâm. Có bao nhiêu tâm quý vị?
nhân tham có mặt trong bao nhiêu tâm? Alo. Nhân tham có mặt trong tám tâm. Xà thủ rồi, nhưng mà ghi vào ha. Nhân tham có mặt trong tám tâm tham, tức là tâm 2.8 tâm tham. Chính xác không? Rồi, đúng rồi. Rồi giờ tới tâm sở 2. Có trong 13 tự tha không? Alo, có trong 13 tự tha không? Có đủ không? Rồi, chính xác là có đủ không? Rồi, 4 si phần có không? 4 si phần. Có luôn. Hai tà kiến có không? Có luôn, xà thủ. Ngã mạn có không? Hai tà kiến và ngã mạn có không? Có luôn ha, tức là hai là tà kiến và ngã mạn đó nha. Rồi. Một phần có không? Một không trầm chứ lộn, một không trầm có không? Một không trầm có cái gì? Một không trầm có không? Có không trầm vậy Nguyên Trang cũng có, chị Anh cũng có hai là không trầm, có không trầm thì Miên có hai một. Rồi như vậy là hai hữu phần thì tổng số mình có là bao nhiêu? 13 tà tha, 4 si phần, hai tà kiến và ngã mạn, hai hôn phần, đúng chưa? Thầy thấy còn thiếu gì phải không vậy? Thì dòm ra thấy nó còn thiếu cái gì, thiếu gì không? Đố cái gì biết thiếu gì? Vậy nào thấy nào sao ra chỗ cái hai tà kiến ngã mạn sao nó không có tâm sở tham đây ta? Nó thiếu tâm sở tham đó ha. Tại sao nó không có vậy ha? Tại sao nó không có tâm sở tham? Trừ ra hay quá, hay quá, không bị gạt hay thì xà thú, xà thú. Nhân lên bên rồi đúng rồi, xà thú đó, phải nhấn mà mình phải vậy là mình mới nhớ lâu không, mình học phải đưa vấn đề mình mới nhớ lâu được là bắt đầu. Rồi về tổng số là 21 tâm sở đúng chưa, bây giờ tổng số 21 tâm sở rồi đúng rồi, thì nhân tham chúng ta biết cái nhân tham nó có mặt trong 8 tâm tham và nó có mặt trong có 21 tâm sở đi chung với nó, trừ nó ra. Rồi số 2 là nhân sân, nhân sân có mặt trong bao nhiêu loại tâm, có mặt trong 10 loại tâm đúng không quý vị? Trong 10 phải không, tức là 8 tham 2 sân là 10. Có hai hả? Xà thử, xà thử có hai tập sạc, có mặt trong hai tập sạc. Cũng còn ngây thơ, hai mà. Còn hai mà. Rồi. Đây, tâm sở, ha? Giờ tới tâm sở, tâm có rồi, ha? Tâm sở. 13 tạ tha có không có gì? 13 tự tha có không? Mười hai từ hỷ xa thú xa thú. Biết hay gì ta? Sai rồi. 12 từ hỷ. Chính xác không? Rồi bây giờ 4 si phần, 4 si phần có không? 4 si phần có luôn ha, đúng rồi, chính xác, bốn gì vậy? Rồi bốn sân phần có không?
bốn sinh phần có không? Sân mình có có ba, đúng rồi, già thú bốn sân phần mà thật sự nó chỉ có ba thôi, trừ nó ra, trừ cái nhân, tại mình đang nói về nhân sân mà, trừ ra thì còn là tật lẫn hối còn có ba, đúng rồi ha, chính xác ha, hết bị gạt rồi. Rồi bây giờ hai hữu phần có không? Hai ông vận có sao, có tại sao có sân, sân có hai ông vận, sân sẽ có hai ông vận kỳ ta, lý do tại sao có hỗ trợ, xa thú có hỗ trợ cho nên có mặt hai ông vận. Rồi như vậy nhân sân mình tổng kết về nhân sân ha, như vậy tâm nó có mặt trong hai tâm sân, tâm sở thì có 21 tâm sở, 12 là tha trừ hỷ ra, bốn si phần, ba tật luẩn hối, hai ông phần, thì như vậy là có 21, đúng rồi, 21 chính xác không, chính xác 21. Nắm được chưa vậy, nắm được hết không? Alo, nắm được không? Có ai không nắm được không? Rồi, dễ ở khá mà đây đâu, dễ ủi. Ai nó khó vì pháp dễ ủi. Trân trọng là ok. Thư ký tài ba mà lo gì. Đánh máy như điện luôn. Rẹt cái này xong. Chưa kịp nói xong, đánh xong rồi. chưa 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 đọc xong, chưa chưa nói bài xong, đánh xong trước, siêu siêu sao luôn. Ha, rồi bây giờ xong cái nhân sân phải không? Rồi số 3 nhân si, nhân si gom đi, rồi gom trước đi, gom lại cái cho gọn đi, gom xong chưa? Nhân si gom xong ha, rồi ha, ok, nhân si. Rồi bây giờ tâm có bao nhiêu tâm? Ba tâm, hai tâm, bốn tâm, năm tâm, sáu tâm. Suy nghĩ cho kỹ nha. À, đúng vậy, 12 tâm, bữa nay là Hà bị hút rồi, Như Quỳnh cũng bị hút rồi. Nhân si có mặt trong 12 tâm bất thiện luôn nha quý vị. Để ý chút xíu nha. Lộ mình tưởng là hai tâm si là mệt rồi. Là 12 tâm bất thiện, đúng chưa? Đó là nhân si mà, si là căn gốc mà nó có mặt trong tất cả những tâm bất thiện. Thì như vậy tâm nhân si có mặt trong 12 tâm bất thiện. Rồi trong tâm sở thì 13 tạo tha có không? Có trừ hỷ ra không? Có trừ hỷ, có trừ gì ra nữa không? Có đủ. Và có đủ rồi, xa thử, xa thử. Ba rồi gì nữa quý vị? Ba tờ tha rồi, thêm gì nữa đây? Bốn si phần có không? Bốn si phần có ba si phần, sao có ba si phần kỳ ta, trừ si trừ chính si ra, đúng rồi, trừ si ra rồi. Nhân si này thì nó có trong tham phần không quý vị? Đâu có tham phần, đâu có hả? Có không? Có luôn hả? Hay quá, giỏi quá.
sang phần có không? Có luôn. Rồi gì nữa? Hôn phần có không? Có luôn rồi, vậy là có không, rồi hoài nghi thì không có không, trừ hoài nghi ra đúng không, trừ nghi ra đúng không, không rồi đúng là có luôn ha, sao đúng. Thì như vậy là 13 tự tha cộng với 13 tâm sở bất thiện trừ si ha, trừ si ra là 26, tức là mình có 26 tâm sở, có 26 13 tập, 13 tập tha, 13 bất thiện trừ si. Rồi, đúng không? Dễ quá, sao ngày này hết hết vụ được rồi. Ngày này. Biết cái tên là chết rồi, phải mắng. Rồi bây giờ tới nhóm B à, bây giờ mình đi vô nhóm B. Nhóm B một vô tham và hai là vô sân à, nó có hai cái luôn, hai cái nhân luôn, vô tham và vô sân, một và hai. Rồi bây giờ tâm thì tính ra cộng rồi hai tất cả những cái tâm thuộc về dục giới có đủ không, tâm thuộc tất cả tâm thuộc dục giới có đủ không, alo biết đúng không? Alo. Tình Thảo hả? Tình Thảo là có nhiêu? Hai mươi bốn chục với Tình Thảo chính xác ha, hay quá, quá giỏi luôn. Rồi vậy là mình có 24 tâm thôi không? Vậy đủ không? 24 tâm đủ không? Và chính xác mình có hai vô tham sân ha. Đủ chưa? Hiểu. Có gì nữa? Gì nữa? Kể coi. Gì nữa? Nó lại có không? Nó lại không? Nó lại có hai nhân. Sao kỳ vậy? Nó lại sao có hai nhân kỳ ta? Có không? Các bạn có vô tham sân không? Chưa kể vô si quá dữ luôn nè. Kim Dung nhà giàu này dữ quá. Chưa kể sao có sân luôn á. Hai người nó lại là có đủ không? Có hai nhân này luôn ha, đang nói hai nhân đúng rồi, sao thật hay quá. Rồi bây giờ tới tám siêu thế. Tám siêu thế thì đâu có, tám siêu thế vượt ra ngoài thế gian, đâu có nhân đúng không chứ? Vô nhân rồi, vô được ở ngoài thế giới thì bác sư thế không có phải không? Có không? Có luôn rồi, xa thứ xa thứ. Thì như vậy là mình có tất cả là 59 tầm à, 59 tầm 24 à, dục giới tình hảo, 27 nó đại, 8 siêu thế, siêu thế lấy 8 thôi cho nó nhẹ, là nhẹ thở chứ, là 59 tầm. Được chưa? Xong chưa? Rồi, tiếp theo chưa? Thì gom được chưa? Gom kịp chưa?
cho Nguyễn từ từ chút xíu nghỉ tay chắc phải đuối bàn tay như là bàn tay năm ngón chưa xa bàn tay này mai mốt là đụng cái đâu là điện giật cái đó đụng ông nào là điện giật ông đó chết cha luôn cẩn thận nha mấy ông gặp cho Nguyễn nó đụng một cái một là thôi điện 220 không giật biến người nhờ cái phước báo mà đánh nhiều pháp rồi đó điện mạnh lắm báo này mà nó xanh ra bàn tay mà sáng chói luôn ha điện năng đầy đủ à, chỉ cần rời nhẹ một cái thôi là thôi rồi rồi đời 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 người khác là tiêu tùng hết trơn trốn đâu gặp được mà chị đâu đó phải ác cái này nó điện điện ta đang nói tới điện điện bây giờ cái phước báo mạnh lắm cái có năng lực có cái điện đụng vô tới đâu giật nó đụng vào giật tới đâu chưa xong chưa rồi bây giờ tới tâm xã ha tâm xã ông sở là 13 tội tha có không quý vị hay là trừ ra 13 trừ ra cái gì ba có không có đủ ha à, chính xác 13 có đủ 14 có không 14 có không có đủ luôn ha 14 có đủ luôn không sao không 14 sao không có đủ không? Có 14 có đủ luôn, như là 14 có đủ rồi ha. 14 có đủ. Rồi sao? Thì có vụ mà Nguyễn lộn chuồng đó mày chứ. Là có đủ đó chứ, là chết luôn là 14 có đủ tiêu tùng. Rồi xong, 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 học cái này sang điện dịch đi. Rồi vậy là 13 có đủ 14 là không có đúng không rồi giờ tới 25 tình hảo có đủ phải không 25 tình hảo có đủ luôn như vậy là mình có là 38 tâm đúng không còn 8 tâm sở đúng không đúng chưa sao trận đặt đúng nha sao đặt được gì đặt rồi đúng rồi cho Nguyễn chính xác là lý đặt luôn rồi ha trừ vô tham vô sân ra chính xác là như vậy thì mình còn nhiêu từ vô tham vô sân ra mình còn bao nhiêu đây còn 23 rồi 23 rồi đúng rồi thì như vậy là tâm sở chúng ta có được là 36 tâm sở đi chung với lại hai nhân vô tham vô sân à. Yeah. Rồi nắm được không quý vị nắm được không? Có bị lỗ như thế nào không nắm được không đi chung mà giờ à nãy giờ chắc đi xe con mình hay sao mà buồn quá giờ đòi đi chung à thôi đó thì đó giờ chờ nhớ vợ đúng rồi đi mình buồn nhớ vợ thành ra giờ đòi đi chung nãy giờ tưởng đi riêng rồi giờ đòi đi chung rồi nhắc lại là hai tâm sở vô tham và vô sân có mặt trong 59 tâm là 24 tâm dục giới tình hảo 27 nó đại và 8 siêu thế đúng chưa có ghi lại chưa ghi lại rõ ràng nha
Lớp này của mình là theo sắp kịp mấy lớp kia với nhau vậy, coi đi sao rồi chứ mà giờ cũng sắp theo kịp rồi, cũng nhờ vậy mà cứ trả qua trả lại mình học cái mình mở mang được thêm ha, ôn lại sẵn vừa ôn vừa học lại cho càng lúc nó càng thấm nhuần hơn, rất là tốt, phi pháp vậy rất là tốt, rất là lớp mình rất là tinh tấn, rất là giỏi, ai cũng siêng năng quan hỷ pháp, rất là xa hơn. À, mấy lớp kia bị có mấy lần bị nghỉ á, nghỉ là nó mất bài chậm lại. À, lớp này mình đi theo gần tới rồi, còn mấy bài nó theo kịp rồi. À, so với lớp vi diệu pháp gì vi diệu pháp cơ bản đúng không? Vi diệu pháp cơ bản với lại lớp Phật giáo Nam truyền hai lớp kia nữa. Rồi giờ này hỏi ở đâu này chắc rồi học tới đâu rồi giờ mình hỏi ở đâu như mình vô học quậy tưng trong lớp hết trơn mình hỏi ở đâu biết hả biết rồi mình đi vô chưa đi với Châu Nguyễn xong hết chưa bản sợ sơ xong chưa đâu có còn room nữa thiếu một room rồi. Ủa vậy là Nguyên Dư không có cho Kim Nhung biết à, không có cho cô Nhung biết à, giấu hả à? Nguyên Dư giấu hay giấu cho vô quên rồi à, chủ nhật thì vô chủ nhật sáng chủ nhật vô chủ nhật bên Việt Nam là thứ mấy bên Việt Nam là bên Việt Nam là thứ hai phải không quý vị ý tối chủ nhật chứ đúng rồi tối chủ nhật tối chủ nhật 8 giờ tối chủ nhật 8 giờ Việt Nam là 9 giờ sáng mình bên bên Mỹ là 9 giờ sáng đúng không ở Việt Nam 8 giờ rồi nó chủ nhật là học tiện nhất ha rồi giờ bên đó học thì nó cho ăn đúng rồi tại tưởng là Nguyên Như giấu không cho vô hay là Kim Nhung chê lớp đó ít người quá không thèm vô không hay là chê chê ít người quá không vô Nguyên Như ém mà Nguyên Như ém tài đó Nguyên Như ém tài rồi bây giờ mình tới cái nữa cái nữa là số nãy số 1 là vô tham vô sân phải không rồi tới số 2 là vô si hay là vô si vô si rồi vô si thì về tâm về có mặt trong tâm thì có trong năm bốn tâm dục giới của vậy có đầy đủ trong tâm dục giới cao lâu no. Sao no. Dục giới thì có đầy đủ vậy sao thiếu được phải sao thiếu được vậy chứ nó có gì nó có mặt trong cái gì từ 12 12 thui với từ 12 từ 12 là sao sao từ 12 thì 12 tâm bất thiện hả? Đó là có trong mặt có 12 tâm bất thiện có mặt á. Oxy có mặt á. 12 tâm bất thiện phải không vậy? Mười hai gì? Giới tịnh thảo ly trí thật quá dữ vậy ta quy như dữ vậy ta 12 dục giới tịnh thảo ly trí
Sao kỳ vậy? Sao có mặt trong 12 vực giới tịnh thảo ly tí kỳ? À, trừ ra cái đó này, nó viết không, là viết không rõ ràng là ta hết hồn. Vô si mà có mặt trong 12 tâm vực giới tịnh hảo mà ly trí quá dữ luôn, cao thủ luôn ha. Rồi tại tại sao nó không có trong 12 bất thiện, cũng có vậy, cũng có nhân đầy đủ, đâu có thiếu nhân đâu đó. Đúng không? Có 12 bất thiện có chứ, nó cũng 12 với nhau mà, số 12, 12 là giống nhau. Đúng không quý vị? Đang nói vô gì bất thiện không có vô gì, đúng rồi, xa thứ. Mình phải xác định rõ ràng ha, mình xác định một cách chính xác là không có chối cãi ra được ha. Tức là nhân vô si là không thể có mặt trong những cái tâm mà bất thiện. Nó có mặt trong tâm vô nhân thôi, đúng không? Nó không có trong tâm bất thiện thì nó có mặt trong tâm vô nhân. Bởi vì nó vô mà, nó vô si với vô si vô nhân thì cũng thứ, đúng chưa? Thì sao? Thì nó vô với vô nha, vô si vô nhân cũng giống giống nhau thôi. Có không? Có mặt trong vô nhân không? Alo. Không có vô nhân, không có. Không có. Rồi, đúng rồi, xa tử, xa tử. Chính xác ha, quá chính xác luôn. Rồi ha, rồi, thì như vậy là vô si có mặt trong 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí, đúng không? 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí, như Nguyên Dương nói ha, chính xác ha. Không phải vậy không quý vị? Không phải Nguyên Dương nói. Phải nói 12 từ họ dục giới tình hảo ly trí rõ ràng. Rồi, ok, xác định là hợp trí. Rồi, 12 tâm dục giới tình hảo hợp trí. Bởi vì vô si là trí tuệ thì không thể có mặt trong những cái tâm ly trí, phải có mặt trong những tâm hợp trí. Chính xác không? Rồi tới 27 tâm đó đại có mặt không? Hai bảy tâm đó đại có không? Tại sao có? Nó chỉ có tầm tứ phỉ lạc định thôi chứ đâu có gì đâu vô si đâu có đâu. Có năm chi nó tầm tứ phỉ lạc định. Tứ phỉ lạc định định xả chứ đâu có thấy nào vô si nằm đó đâu. Không có sao tu. Hay quá, nói câu thiệt hay, không có sao tu. Gì vậy? Có thì không tu được, sao vậy? Sao thì có không tu được? Người nói không có sao tu, người nói có thì sao tôi không tu được. Lạ. Cái gì lộn xào lắm đó nghe này. Lộn rồi, xếp. Học dịch thôi. Vô si. Có si không tu được, ai nói có si không tu được. Ai ai nói có si không tu được. Ai dám tuyên bố có gì không tôi được không? Được không quý vị? Có gì thì tôi được không? Gì từ ta ta là gì? Có gì tu nhưng không đắc. Ai nói là có gì tu không đắc đâu. Ai dám tuyên bố, cô Kim Dung có dám tuyên bố có si tu không đắc à. Kim Dung nói à, Kim Dung nói có si tu không đắc à. Trời, này, lời, thứ thiệt luôn, tuyên bố thứ thiệt luôn này. Có si tu đắc không?
Bà gì mình nhớ làm si đó là mình có si nè nguyên như nó mình có si nè vậy sao thì giờ Nhung xác định là có si và tôi cũng đắc đó có si tôi cũng đắc có si cũng đắc vậy thì si là ra trong thập nhị nhân duyên là gì quý vị si thập nhị nhân duyên là gì lo quý vị có biết không si là gì là vô minh rồi vô minh thì duyên cho hành vô minh duyên cho hành đúng không hành là gì quý vị hành có gì hành có sả có tỏi có tiêu ớt hành có gì đâu chánh tâm nếu hai nhân thì không đắc được đúng rồi nếu hai nhân thì không thể đắc được nhưng mà nếu nói có si mà không đắc được là bậy nha rồi giờ vô minh duyên hành hành là hành gì đây hành tỏi ớt hay là gì đây học rồi nghe nói đây học rung học học nhị nhân duyên đều dữ lắm mà sao giờ hỏi tới sao mình trật lắc cái trên trời cái gì vậy? Thích trong đó vô minh duyên hành hành là cái gì mà vô minh nó duyên phúc hành phi phúc hành bất động hành sa thú vô minh duyên hành tức là từ cái vô minh là không biết không thấy ngu si đó si đó mà nó dẫn duyên cho hành nó duyên cho bất thiện thì mình không nói không nó duyên cho thiện luôn nó duyên cho thiền luôn ha vô minh duyên cho phúc hành là những cái thiện mà lên cái sắc giới luôn ha phúc hành luôn đắc thiền luôn rồi phi phúc hành tức là lên tới là vô sắc luôn là đắc luôn ha đắc được là từ vô minh mà có thể đi lên tới tuốt cái tên ngàn cõi trời vô sắc giới luôn thì này chưa nay lớp mình chưa học nhưng mà thấy học với sự hấp tính rồi mà học làm diễn viên là đủ thứ chơi học tà lạ đó phi phúc hành gì mới vô minh là sao nhận dạng nói thiệt chứ rồi vậy là nếu mà ai nói si mà không đắc được thiền là mệt rồi nha nói đó cái đó là đặt đó cẩn thận nha chỉ có khi nào mà người nhị nhân mới không người tục sinh mà nhị nhân là người đó mới không có thể đắc thiền được mà nếu nói si mà không đắc được là đặt à người tam nhân ta vẫn si như thường vẫn là có si đầy đủ không thiếu gì đâu từ họ mình đắc rồi thôi rồi như vậy là 27 tâm nó lại có phải không quý vị có đủ phải không như vậy là mình có là 12 tâm dục giới tình hảo hợp trí đúng không với 27 đó đại là nhiêu 27 bằng 7 bằng 9 là 39 tâm đủ ha vô si có mặt trong 39 tâm đúng không đúng chưa gì vậy tám siêu thế nè đúng là tám siêu thế thiếu thiếu siêu thế nè xà thủ xà thủ quý vị nói đúng rồi cái chết luôn như vậy là vô si tâm sở vô si hay là nhân vô si có mặt trong 47 tâm 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí 27 tâm đa đại 8 siêu thế tổng cộng 47 tâm đúng không rồi đó thì như vậy à, tâm có 47 được chưa bây giờ thí dụ mà giờ
tám siêu thế, cái mình bỏ ra bớt một cái siêu thế được không ta? Bỏ một siêu thế, hai siêu thế ra được. Không chịu, không cho, không cho bỏ, bỏ nó đại đi chứ có thú gì đâu. Bỏ lại đi, giống như mình lấy ra chơi chút xíu rồi bỏ vô lại. Rồi không chịu thôi, không chịu bỏ vô lại rồi xong. Vậy tâm là mình có nhiêu, 47 đúng không, chính xác chưa? 47 là cho Nguyễn gì đây? 12 tâm dục giới tình hảo ly trí hả? Phải không cho Nguyễn? 12 tâm dục giới tình hảo ly trí. Tôi thấy có chữ ly trí nào này nè, không biết. Rồi xong cái phần tâm ha, mình có được 47 tâm. Bình tĩnh rồi, chánh niệm tinh giác rồi. Được chưa? Đó là xong ha, chính xác ha. Rồi đó, 12 tâm dục với tình hợp trí. 12 tâm dục với tình não hợp trí là tâm gì quý vị? Ai nói thử chứ không? Tâm tham thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly trí vô trợ, đúng không cái gì? Tâm thiện á. Nguyên Trang giỏi thiệt, Nguyên Trang khoáng lên chữ là tâm thiện, không cần nghĩ nhiều ha, chỉ nghĩ tâm thiện thôi đủ hả? Tâm thiện phải đủ hả? Thì đệ tử học nhiều pháp phải nhạy bén siêu đẳng. Vậy mới được chứ, vậy mới xứng danh là vi diệu pháp, ra lớp rồi ta mới nể mình chứ ha. Chứ nhiều khi người ta nói, dí mình sai cái mình tưởng thiệt nhưng mình nói theo luôn cái chết luôn. Rồi đó là xong ha, phải xong phần tâm rồi. Phần tâm sở à, phần tâm sở, tâm sở thì 13 tợ tha có không? 13 tợ tha trừ gì ra, trừ gì ra ta? 13 tợ tha trừ, tầm tứ ha, trừ tầm tứ ha. Phải không ai tầm tứ ha? Thì trừ hỷ, trừ đại hỷ ra đi, bớt hẳn đi cho nó nhẹ bớt. Tôi qua tôi thấy. Trừ zero. Zero. Làm sao thấu. Thì vậy là mình lấy luôn đủ 13 tờ tha ha, chính xác. Rồi. Hai 14 hay gì đó, tới 14 bất thiện có đủ luôn, đúng chưa? 14 bất thiện ghi vô đầy đủ luôn. Dòng Nguyễn ghi 14 có thể ghi luôn nha, 14 ghi luôn nha. Ủa nó no, hả? Nó no, thôi không ghi thôi. Không ghi vô rồi, chính xác. Rồi tới 25 tịnh hảo đầy đủ không thiếu nào, cái này là khỏi chê ra, cái này là chắc cú luôn. 25 tập sở tịnh hảo chính xác. Như vậy là mình có tới 38 tập sở đúng không? Cái gì, thôi thôi với trắng với thôi này. Từ tại hay quá mà sao thú. Rồi chính xác ha, là trừ tại quyền ra, trừ trí ra thì như vậy là mình có được bao nhiêu, là 13 tự tha với lại 24 tịnh hảo cộng lại là 36 tam sở đúng không? 36 chính xác không? Đấy. 37 37. Giỏi quá, lớp này công nhận xuất sắc luôn. Nói sao cũng không bị, không bị dính bẫy ha. Xuất sắc luôn.
xúc xích luôn rồi. À, như vậy đối với nhân vô si gồm loại tâm có 47, 12 tâm dục giới tình hạ hợp trí, 27 tâm đã đại, 8 siêu thế, đúng không? Tâm sở thì có 37, 13 là tha, 24 tình hảo hợp trịnh trừ trí ra. Được chưa? MC xong chưa? Mà sao tôi có thắc mắc sao tại sao học thập nhị nhân duyên rồi mà sao giờ hỏi tới hành không ai biết mà sao lạ đó, quên hết trả là thầy rồi hả, học xong trả thầy rồi, phải học sư 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 pháp tính, học hết luôn 12 nhân duyên rồi mà sao kỳ, sao mới vô được, bữa mới lên sơ sơ thấy học hết rồi mà. Không có à, ủa dạy dạy gì mới gì vô có vô minh mới dạy cái vô minh, vô minh học cho lâu dữ nhớ cũng gần năm mà nó vô minh kéo dài vậy cả năm trời vậy trời mình kéo dài đúng năm giờ bắt đầu hết vô minh chưa, kéo dài đúng năm hết vô minh chưa. Rồi 2 tháng mà vô minh mà học tới 2 tháng sao này giờ mới khai thiệt mà đó, vô minh học 2 tháng rồi trời chào gì chưa, sắp hết là sao, học 2 tháng mà chưa hết nữa, có cái chữ vô minh thôi mà sao học lâu dữ vậy ta. Mai điện thoại mai nói chuyện với siêu pháp tính mát vô này ổng nói thì sao. Rồi mấy họ học trò lớp này sao hay quá, học 2 tháng chữ chữ vô minh rồi học 2 tháng trời chưa xong. Mày mét vô rồi, như vậy là hôm nay chúng ta dứt điểm được cái bài về nhân ha, học dứt điểm được cái bài về nhân, tức là nhân thì có 5 nhân đó quý vị, hôm nay mình học được 5 nhân ha, đúng chính xác 5 nhân ha, mấy nhân, 8 nhân, 9 nhân, mấy nhân đúng, mấy nhân là đúng nhất, mấy nhân đúng nhất đây, alo. Đúng nhất là mấy nhân, ai trả lời là đúng nhất mấy nhân, 6 nhân hay là mấy nhân, 6 nhân nhưng kể 9 cũng được hả, đúng rồi, xà thủ đó, trung bình là mình nói là 6 nhân à, nhưng mà thường thường là nói 6 nhân, nhân có 6 nè, bởi vì khi mà nói nhân vô tham vô sân vô si á thì người ta tính 9 là bởi vì nó rộng ra thêm là nhân ở trong những cái tâm vô ký à, là quả tâm di tác phần rộng chúng ta thấy chính xác hơn thì nó có được 9 à, thì như vậy 6 cũng đúng mà 9 cũng đúng, đúng rồi không, khảo sát lại chút xíu ha. Rồi 3 nhân bất thiện là những loại tâm sở nào quý vị, 3 nhân bất thiện tâm sở nào, cái gì Nguyên Trang ghi gì đây, 13 tờ tha quá dữ à, 3 nhân bất thiện, em rủ trơn rồi mà nói hỏi tới nhân nghe là im hết rồi. Đó, thì nói 3 nhân bất thiện là những tâm sở nào, những tâm sở nào,
tham gì vậy, 13 tờ tham vậy nữa. Cái gì tùm lum tà lại đó, qua những bất thiện sao ghi tới một dọc giữ tầng như sao. Là đúng rồi, là sao? Ba nhân bất thiện là những tâm sở nào? Sao ghi tới 13, 14, 15, 16 gì lung tung như vậy? Thì tâm sở nào? 13 nhân bất thiện là tâm sở nào? Đúng rồi, như ba nhân là những cái nhân tham, tâm sở tham, tâm sở sân và tâm sở si, là ba nhân bất thiện. Đó, chứ đâu nói gì tới 13, 45 vậy. Rồi. Rồi hai bài lấy. Rồi ba nhân thiện là những tâm sở nào? Ba nhân thiện. Ba nhân thiện những tâm sở nào quý vị? Vô tham, vô sân. Vậy gì nữa? Vô tham, vô sân. Tham, vô sân. Đâu có tâm sở vô si, đâu có tâm sở nào tâm sở vô si đâu. Vô tham, vô sân. Vậy gì nữa? Đố gì nói đúng nha. Đố gì nói đúng. Trật luôn, trí tuệ cũng trật luôn. Trí tuệ cũng trật luôn. Gì? Tuệ quyền sa thứ quanh nhìn quý giá là tuệ quyền, đúng theo từ Bali nó vậy, là tuệ quyền. Vô si chính là tâm sở tuệ quyền. Rồi như vậy là mình viết học là chính xác ha, không sai được ha. Rồi đó là hôm nay là chúng ta là dứt điểm được cái bài thứ nhì trong cái phần sáu sáu pháp riêng biệt. Thì rồi là mình học về thọ thọ phối hợp, bây giờ hôm nay mình học được về nhân phối hợp. Đó là xong, cũng vừa đúng hết giờ ha, do phước báo mà chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được và an vui hạnh phúc, được không đừng bao giờ rơi vào trong bốn đường ác đạo, được sanh làm người trời và sớm chứng đắc bà quả niết bàn, thành tựu thánh lý đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha Đa, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sắc Ca Da. Rồi, xin mời MC nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã làm cho cái lớp nó rối bù 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 ngày hôm nay. À, quý vị nếu mà người nào có bị nhức đầu quá thì ráng uống viên Tylenol rồi đọc bài lại nha. Nhất định là không có để bị dụ nha quý vị. Đến hồi nó bù bù thiệt là nó trật lất thiệt nha quý vị. À, dạ bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Và văn tu tế tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thụ. Dạ, Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thế đa cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đung kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no gu thinh sam ba bu nay ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như kỳ viên vào ngày thứ hai và chúng ta sẽ được học lại những bài kinh về ngạ quỷ sự với sư Pháp Thanh và kính thưa chư vị Nguyên Như xin nhắc lại với lớp là thầy kinh Milanda có tất cả là ba lớp vi diệu pháp lớp thứ nhất là thầy dạy theo giờ mà Hoa Tịnh Đốn thì thầy dạy là buổi tối thứ năm ở bên rừng Phật giáo Nam Truyền từ khoảng 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ rưỡi giờ Hoa Tịnh Đốn. Còn ở bên Nguyên Như Kỳ Viên thì thầy sẽ dạy vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần là từ khoảng 9 giờ rưỡi cho tới khoảng 11 giờ rưỡi hay là 11 giờ 10 tùy theo. Có khi thầy sẽ dạy tới đầu đà là 12 giờ 15 luôn, tùy theo hứng của thầy kinh. Rồi cái lớp mà vi diệu pháp là sẽ theo giờ Hoa Tịnh Đốn là sáng chủ nhật từ 9 giờ tới 11 giờ buổi sáng chủ nhật hàng tuần. Và Nguyên Như có thêm một lớp mới nữa theo giáo trình của thầy Kinh Milanda thì trong lớp mình sẽ học chung với nhau và đi rất là chậm theo những cái bài mà thầy Kinh dạy chúng ta từ khoảng 2 năm nay thì sẽ bắt đầu Nguyên Như cũng hình như lớp mình đã làm được khoảng 5-6 bài rồi phải không quý vị? Là mình sẽ đi mỗi tối thứ tư và sẽ ôm lại rất là chậm những cái bài mà thầy Kinh đã dạy theo cái giáo trình của thầy Kinh Milanda. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.